Chào mọi người, mình là Trung, kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với cần câu tai nè. Xếp gọn vào đây giới thiệu mọi người nha. Đầu tiên là cái cần NGK này. Đấy, phíp nha mọi người, video hôm nay cần tay phíp hết. Đây, đọc của nó, đọc này bị hạ rồi mọi người. Đấy, đọc này hạ đọc rồi, hạ đọc, đọc to lên rồi. Đấy, hạ chắc khoảng 30 phân đấy. Một lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Cần dài 5m1, thu vào là 1m03, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 320g nha mọi người, 320g. Đây là câu số 1. Số 1 180.000 nha mọi người. Số 2 này, Tsuyoshi, cái này sản xuất China, xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Đấy, cái này ngoại hình rất là đẹp. Đọc này, đọc lớn nha. Đây, một lóng, 2 3 4. Nhắc đi nhắc lại là video này toàn cần tay phíp thôi nha mọi người. Dài 3m6, thu vào là 1m02, đọt là 2 ly, cân nặng là 180g. Cây số 2, số 2, 230.000. Số 3 là một cái cần tay Fuji Rosa nha mọi người. Đây, cần tay Fuji. Đọc của nó này. Ok. Một lóng, 2 3 4. Bốn lóng nha mọi người. Dài 3m3, thu vào là 92cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 3. Số 3, 201 nha mọi người. Số 4. China xuất Nhật sao. Đây, số 4 nha. Đọt này, thân vừa lóng dài nhé. Đọt tháp, một lóng, 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người. Đấy, ngoại hình có cái bao bảo vệ nó rất là mới nhé. Cái này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160g nhé. Số
4. Số 4 270. Số 4 270. Số 5 là một cây cần tay 2m7 Olympic. Đấy. 2m7 thu vào 80cm, đọt 1 ly, cân nặng là 120g. Đầu ra. 1 lóng, 2, 3, 4. 4 lóng nha mọi người. Số 5. Số 5 201 nha mọi người. Số 6. Đây. Cần đẹp ghê. Dài 3m4, thu vào là 78cm. Đọt 1,1 ly, cân nặng 180g. Đấy. Đọc rồi. Ok. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Càng này càng số 6. Số 6, 201. Số 7 cây này. Này giống cái cây số 3 lúc nãy sao? Mà dài hơn. Đọc này mọi người. 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Dài 5m3, thu vào là 99cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng 320g. Ủa? Cái này nhầm luôn á. Cái này 300 nha mọi người. 300. Cái này 300. Cái này số 7. Số 7 300. Số 8 thằng này. Đây. Đọt lớn nhé. 1 lóng, 2, 3, 4. 4 lóng nha mọi người. Cần này dài 3m5, thu vào 1m03, đọc là 2 ly, cân nặng 160g. Cái này cái số số 8. Số 8 nha mọi người. Số 8 240. Số 8 240.
số 9 là một cây cần tay thân nhỏ lóng dài, dài 2m7 nha mọi người. Đọt này một lóng, 2 3 dài 2m7, thu vào 1m02, đọt 0.8 ly, cân nặng là 60g, giá 140. Cái này cái số 9, số 9 140.000. Số 10 là một cây Ibisu mini nhé, mini lóng ngắn. Đây, học của nó đây. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lóng. 15 lóng nha mọi người. Dài 4m4, thu vào là 39cm, đọt là 0.8 ly, cân nặng là 200g. Cái này cây số 10, số 10 190.000 khách à. Tiếp nha mọi người, đang quay thì có khách vào nhà nên dừng một tí, giờ quay tiếp nha mọi người. Đây, tiếp theo cần tay lóng vừa lóng dài, thân vừa nha mọi người, kiên tên. Đấy, thằng này dài 4m4 nè, thu vào 1m02, đột 0.8 ly, cân nặng là 180g, 180g nha mọi người, giá là 250.000. đấy. Đọt của nó đây. 1 lóng, 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Cần này cần số 11. Số 11 nha mọi người. 11 250.000, 11 250.000. Mười hai là một cây cần tay Olympic, dài 3m5, thu vào 99cm, đọt là 1.5 ly, cân nặng là 140g nhé. Đọt đây. Ok. 1 lóng, 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Đấy. Số 12. 12 200. Mười ba đây, Apollo nhé, Apollo đọt đây. Cái này dài chắc khoảng 5m4, chắc là gần 5m4, đúng rồi, cái tay 5m4 này. Đây đọt nha mọi người, 1 lóng, 2 3 4 5 6 nha mọi người, 6 lóng.
6 lóng. Đây, 5,4 6 lóng đây. Dài 5,4, thu vào là 1,04 m, độc là 1,2 ly. Cân nặng là 380 g. Cây này cây số 13. 13. Cây này 250.000. 250.000 nha mọi người. Đây, 14 là cây cần này. Mờ mất tem rồi mọi người. Chất liệu phíp. Dài 4,9 này, thu vào 1,04 m này, đọt 1 ly này, cân nặng 240 g. Cái này chắc hạ đọt rồi. Đây. Đọt chắc bị gãy tí rồi nha mọi người. Đấy. Một lóng. Hai. Ồ, có nối này. Hư giờ này nó nối rồi này. Cái lóng thứ hai nó bị gãy, cái nó tách ra nó nối xuống rồi này. Hai lóng. 3. 4. 5. 6. Sáu lóng. Cây này cây số 14. Cây này mình bán 130.000. 130.000 nha mọi người. 130.000. Người bóng là một cây cần Ebisu. Đấy. Thì 3,6 này, 4 khúc này. Đấy. Đây, đọc của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Cần dài 3,6 m, thu vào 99 cm, đọt là 0,75, 0,8 ly. Cân nặng là 140 g nhé. Cái này cây số 15. Cái này 150.000. 150.000 thôi nha mọi người. Đấy. Ở phía dưới chân này nó mắc cái gì không biết. Đây. Đây. Super gì đây. Đấy. 2,7 m. Đây, đọt của nó đây. Như bị hạ mất 10 phân rồi sao á. Đây, 1 lóng, 2, 3, 3 lóng nha mọi người. Cần tay, lóng dài, thân nhỏ, nè. Đấy. Này sơn cái gì ta? Đây. Dài 2,6 m, thu vào 1,05 m, đọt là 2,1 ly. Cân nặng 80 g nhé. Cái này cái số 16. 16, 140. Số 17, một cây lóng dài thân nhỏ kiên tinh. Đấy. 2,6 m, 2,7 m luôn. Này, đầu của nó mỏng mỏng nha. Đấy. 1 lóng, 2, 3. 3 lóng. Đây. Dài 2,6 m, thu vào là nứt kiểu này rồi. Thu vào 1,02 m, đọt là 1 ly, cân nặng là 60 g. Đây, nứt mất cái chỗ cái góc này mọi người, nứt mất chỗ cái góc. Chỗ này thì cũng không ảnh hưởng lắm nha mọi người. Đây. Đây này cái số 17. 17. 17, 70.000 nha mọi người. 17, 70.000.
số 18 cần Olympic này. Chắc liệu phết nha mọi người. Thân nhỏ lắm dài nhá. Con vỏ thì em không có vỏ đẹp, em chỉ có được một cái thôi, nhìn nó không được đẹp lắm nhưng mà cũng không xấu. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng. À khoan, anh đợi em một chút nhá, dừ điện thoại nhá. Vỏ thì như em thấy, bắt đầu em chỉ có một cái vỏ mà bình chính ở đây nhưng vẫn đã có chạy tốt. Chẳng hạn thế mặt đấy 250 rồi. À đúng rồi, đã có chạy tốt lắm. Còn một cục pin đã có chạy tốt, chẳng hạn mặt 250. Dạ, 2m7, thu vào là 99cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 80g. Dạ. Vỏ thì em phải mất đôi nhé. Cái này cây số 18. 18 190.000. Số 19. Đây. Một cây cần tay Olympic, thân nhỏ lóng dài, dài 3m, thu vào là 1m08, đột là 0.9 ly, cân nặng là 80g, giá 200. Đây đột của nó đây. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây, cây này cây số 19. 19 nha mọi người. 19. 200. Túi này thì cũng rách nát nát rồi, cứ bỏ đại vào đây. Cũng là cái túi của cái cần đây nhưng mà cái điều nó cũng hơi mục rồi. 20. 20 là một cái cần đai hoa lóng ngắn nha mọi người. Đai hoa lóng ngắn. Cần này dài 3m5, thu vào là 70cm, đọt là 0.9 ly, cân nặng 120g. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lóng rồi. Đấy, 9 lóng. Cái số 20. 20. 190.000. Đây. 21. Đây. Cần tay. Dưới khúc chỗ này thấy giống như giả trúc này, giả đốc trúc này. Đấy. Dài 3m5, thu vào 56cm, đọt 1 ly, cân nặng là 120g. Đấy. Một lóng, hai lóng, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lóng nha mọi người. Cây này hình như là có pha carbon nha mọi người. Đấy, cây này như có pha carbon. Còn để ý được. Vâng, cây này có pha carbon mọi người. Phíp nhưng mà có pha carbon. Đấy. Cây này cây số 21. 21, 140.000. Ừ. 22. Đây. Cần này dài 3m6, thu vào là 57cm, đọt là 0.9 ly, cân nặng là 120g. Cái này hình như cũng pha carbon này. Đây, cái này phím. Đấy, học này. Ok. Học lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lóng nha mọi người. Ok.
số 22 201 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì bấm số điện thoại cũ 0786555599. Mình ở Đà Nẵng, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Đấy. Và hàng của mình thì được phép kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận hàng nha mọi người. Mọi người phải kiểm tra giúp mình bắt buộc nhé. Xem có bị sai sót gì so với trên video hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nhé. Có gì thì báo cho bên mình ngay để hai bên phối hợp giải quyết nha mọi người. Còn lại là mình sẽ không giải quyết những đơn hàng mà mọi người cứ không chịu xem hàng rồi nhận bừa. Để rồi báo mình là bị này bị kia nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.